Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thích Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị một cái ngôi nhà vườn rất thích hợp nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Diện tích rất là đẹp, ưng ý cho mình luôn. Tổng diện tích là 1.662 m², ngang 30, dài 55. Diện tích rất là vuông vức này quý anh chị, vị trí cực kỳ đẹp nha. Đây trước mặt quý anh chị ha, cái ngôi nhà này nha. Đó, tiền chế có sẵn, tất cả đều có sẵn hết nha quý anh chị. Có khu vui chơi riêng luôn nha, để toàn lại nội thất full ha. Để lại cây kiển nè, có sẵn luôn quý anh chị. Rồi thì trước khi vào xem ngôi nhà này tuyệt đẹp này, ngôi nhà nghỉ dưỡng này, thì em xin ra phía trước cái ngôi nhà quay cho quý anh chị xem nha. Thì đường trước nhà chúng ta là đường đá nha anh quý anh chị, 6 mét luôn nha, xe 16 chỗ tới nhà luôn quý anh chị. Ở đây chúng ta đi ra ngay chỗ cái lộ sườn cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh nha. Nó khoảng là 50 mét hả quý anh chị. Đây đi khoảng là 20 mét quẹo trái là tới cái lộ sườn cao tốc nha quý anh chị. Đó, ở vị trí này thì nó tại là ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó, thì ở đây chúng ta ra ngay chỗ cái trạm thu phí cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh là khoảng 2 km nha quý anh chị. Đó, thì ở đây vị trí này chúng ta đi tới cái khu công nghiệp Đông Giang khoảng 1 km thôi. Đó, đi vào trung tâm thành phố, đi vào trung tâm thị trấn Tân Hiệp khoảng là 5 km nha. Thì ở đây chúng ta đi tới cái thành phố Hồ Chí Minh nó khoảng là 60 km quý anh chị. Thì ngôi nhà chúng ta là vuông vức nha, đầy đủ có sẵn nha quý anh chị, chỉ cứ đem quần áo vào là sử dụng ở thôi nha. Thì nhà chúng ta trước mặt quý anh chị nha, cái mặt tiền rất là dài quý anh chị. Đó, đây là 30 m nha, từ cái hàng rào ngay chỗ này nè, đó đi tới đằng đẵng luôn. Mặt tiền nó là 30 m nha quý anh chị, rất là rộng luôn. Thì cái phần bên kia thì gia chủ trong khu viên rào lại nha, nó bên cái ngay chỗ mà chỗ này nè, ngay chỗ mà cái gọi là cái sân banh nhỏ gia chủ thiết kế nha. Đó, trong phần đất ha. Nhưng mà chúng ta đi vào cửa hậu sao không đi vào nha. Thì bảo vệ cái căn nhà này đó là tường rào ha, đó chắc chắn quý anh chị. Đó, có đóng từ đồ hết rồi nha. Ở trên cũng bảo vệ xung sắc nha quý anh chị. Đó, thì ở đây là cái phần hiên mái nhà nè, quá là rộng luôn. Thì cái phần sân này ha, quý anh chị thấy ha, lót gạch ha. Đá này chống trơn nè, chống rong nha quý anh chị. Thì cái nền nhà này là cao hơn cái mặt đường khoảng là 3 tấc á. Phòng chống ngập lúng nha quý anh chị. Đó, ẩm ướt rồi đó. Thì đây có phần tiền chế nè quý anh chị, rất là rộng luôn. Cái phần sân tiền chế này ha, nó khoảng là gần 100 m² nha quý anh chị. Đó, chúng ta nếu mà tiếp khách ha, sở hữu ha, chúng ta để 6-7 chiếc mà ô tô là thoải mái luôn nha. Hoặc là tiếp khách ở phần đây cũng được, đãi tiệc ha. Em nói thiệt thì nó nếu mà cái phần sân này chúng ta đãi một chục mâm cũng dư sức luôn nha. Cái phần bên đây thì gia chủ có một số cây kiển nha quý anh chị. Nó cây mít nè, cây bơ nè ha, để lại tất cả nha quý anh chị. Hệ thống nước tưới có sẵn luôn nha, có điện năng lượng mặt trời luôn nè. Thì phần bên đây cũng có kiển luôn, thì có cái hệ thống lọc nước luôn nha quý anh chị. Ở đó đây có mít nè, táo nè, bơ nha, cây bông trang ha. Phần tiện chế rất là kiên cố luôn, rất là rộng luôn nha quý anh chị. Thì tiến vào cái ngôi nhà chính của chúng ta nha, quý anh chị sẽ thấy ha, trông rất là cứng cáp và đẹp luôn. Thì ở đây thì đó là bảo vệ nha, đó là bốn cánh cửa nhôm sinh pha và kính cường lực nha quý anh chị, rất là chắc chắn và đẹp luôn nha. Đó, ở đây cũng có trồng một số cái cây kiển nha, rất là đẹp luôn. Bên đây cũng có này nha. Thì cái ngôi nhà chính chúng ta là có một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng bếp nha quý anh chị. Ở đây để lại chúng ta ha, ở trên trần thạch cao ha, đèn led nè. Ở đây có bộ ghế sofa chữ L rất là đẹp luôn, có rèm sẵn để sẵn nè. Đó, tủ kệ đâu ha, rất là đẹp luôn. Thì tường cũng ốp gạch nè, khoảng là 2 m nè, thuận tiện vệ sinh này nha quý anh chị. Ở đây không có rèm nè, đây cái khu vực gian thờ nha quý anh chị. Đó, khu vực gian thờ riêng nha. Đó, ở dưới cũng là ốp cái gạch ha, màu gỗ ha, rất là sang trọng nha quý anh chị. Đó, gia chủ có để sẵn những cái bên đây, cái phòng ngủ ha. Thì phòng ngủ này riêng tư cá nhân ha, nó cũng tương tự những phòng khác nhưng mà em không thể quay cho quý anh chị được. Thì ở đây, đây là khu phòng ngủ nè. Đó, cũng rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Nó máy lạnh sẵn nè ha, rất là kiên cố nha.
Nhà này không có dột, không có thấm luôn quý anh chị, rất là chắc chắn luôn. Và ngôi nhà này đang kêu bán với cái giá là 4 tỷ 5 cho là 1.662 m², tính ra là chưa tới 3 triệu một mét vuông nha quý anh chị. Nhưng mà chúng ta sở hữu là chúng ta vào ở thôi nha quý anh chị, rất là ưng ý luôn nha. Đó, thì ở đây là có một cái khu vực gian bếp nha quý anh chị. Đó, cùng ở đây là có khu vực gian và là cái chỗ bàn ăn nè, tủ lạnh nè, nó khá là nhiều nha quý anh chị, rất là ưng ý luôn. Nó tủ ly chén có luôn nè, thì chúng ta có thể về sinh hoạt gia đình nha. Ở đây cái phòng ngủ nữa nè, thì nhà chúng ta là 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Những chất liệu là cao cấp không đó nha, tủ trên tủ dưới, tủ lạnh ha. Đó, đây vòi nước rửa tay nè, vòi rửa chén rửa rau này nha, nó đồ điện có sẵn luôn, rất là đẹp luôn. Ngôi nhà quý anh chị đi xem là rất là ưng ý liền. Cùng ở đây đó là nó đây khu vực nhà vệ sinh chung của ngôi nhà quý anh chị. Lavabo, vòi sen, bồn cầu, tường ốp gạch ha, có máy là hút mùi luôn nè. Nhà chúng ta tất cả là nhôm sinh pha và kính cường lực nha. Phần bên đây gia chủ thiết kế riêng để cho cổ máy giặt quý anh chị. Đó, thì ngôi nhà này tại sao gọi là cái nghỉ dưỡng nha, cái nơi như ngôi nhà thứ hai thì em sẽ quay phía sau cho quý anh chị thấy ha. Đó, thì phần sau này có một cái khu vui chơi giải trí riêng nha, bàn bi-a có sẵn nè. Đó, ở đây thì có cái nhà để tiếp khách riêng luôn nha quý anh chị. Đó, thì nói thêm ở đó đây là có là đầy bồn nước nha quý anh chị, 2.000 lít nha, quá là tuyệt vời luôn. Hệ thống ở trên nè, nóng lạnh năng lượng mặt trời nha quý anh chị. Đó, thì chúng ta sẽ tham quan cái khu vực vui chơi ha. Thì ở đây nó cũng có là một chỗ nè, rửa chén rửa bát ha, sinh hoạt cho ngôi nhà nha quý anh chị. Thì đây khu vực là vui chơi nè. Ở đó, gia chủ có thiết kế sẵn quý anh chị thấy không, một cái chòi bằng lá nè, tivi có sẵn nè, âm ly có sẵn ha quý anh chị thấy không, một bàn bia có sẵn luôn nha. Thì vì lý do cá nhân, gia chủ mới xây có 1 năm thôi nhưng mà không có sử dụng được nữa ha. Gia chủ nói đâu đó là đi nước ngoài nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị chỉ cần dọn đồ và là ở thôi quý anh chị ơi. Ở trồng dừa, trồng mít có nè, ở dưới một có cái ao nuôi cá nha quý anh chị. Em đảm bảo ngôi nhà này không có trong đất mình á, là không có là mã mò nha quý anh chị. Rồi, thì bên đây là cũng có là một cái phần gọi là cái khu mà vực là gọi là tiếp khách nha quý anh chị. Ở đây chúng ta để 5 mâm luôn, 5, 6, 7 mâm luôn quý anh chị, tiếp khách luôn. Thì nếu như chúng ta bạn bè vui chơi á, đó, chúng ta tiếp khách ở đây rất là rộng luôn, dưới ốp gạch luôn quý anh chị. Đó, rất là rộng nha, cái phần này cũng khoảng là 100 m² nha quý anh chị. Đó, ở đây khu vực gian bếp nè, chúng ta tiếp khách thì chúng ta nấu ăn đó, để bàn ở đây nè, hợp lý không, quá hợp lý luôn. Cùng ở đó là một nhà vệ sinh nữa, thì tiếp khách ha, trụng ngay chỗ nhà vệ sinh luôn nè, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Có sẵn ha, ở trên là tiền chế kiên cố luôn nha quý anh chị, rất là tuyệt vời. Thì ở đây là cái bức tường của chúng ta nha. Đó, thì phần tiếp giáp phía sau là giường ta nha quý anh chị. Đó, đây là hết đất mình. Thì cái phần bên đây nữa còn là khoảng 500 m² nha quý anh chị. Thì em sẽ bước ra cho quý anh chị xem nha. Này, chúng ta có thể xem những cái gì em đã quay hồi nãy giờ ha, xem sơ bộ ha. Thì cái phần bên đây có khu vực vui chơi, thể thao luôn nha quý anh chị. Đó, thì em sẽ đi qua ha. Đây là cái cửa hậu của cái ngôi nhà mình. Đó, chúng ta đi qua bên đây. Thì cái phần bên đây là có khu vực là sân bóng nhỏ nha quý anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Kéo qua. Thì đây nè, quý anh chị để thấy nha, sân cỏ nhân tạo ha, gôn hai bên nè ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. À, quý anh chị thì thấy nè, bóng có sẵn nè, ở trên là cũng là trải những cái tấm chống nắng rồi nha. Thì vừa tiếp khách nhưng mà vừa chơi thể thao luôn nha quý anh chị. Thì đôi khi bạn bè chúng ta về thì chúng ta đá banh khu vực này nha.
Đó, xong giao hữu vui vẻ, xong là nhậu nha quý anh chị. Thì bên đây là đất còn khá là nhiều quý anh chị, trồng rau nuôi cá có sẵn luôn. Đó, đây chúng ta trồng rau, quý anh chị thấy không, trồng rau được luôn, kiểng có sẵn luôn. Thì ở dưới có một cái chòi nữa quý anh chị, thì tùy cho quý anh chị mà sử dụng thôi ha. Thì gia chủ tận dụng ha, nuôi gà đó, phần sau là nuôi gà nè quý anh chị, nuôi gà ha, nuôi cút bồ câu rồi nha, rất là nhiều. Đây là khu vực của mình luôn nha. Đó thì em xin tóm gọn lại nha, tổng diện tích đất và nhà chúng ta là 1.662 mét vuông, đất loại cây lâu năm nha quý anh chị. Được chủ kêu bán với cái giá là 4 tỷ 5, thương lượng trực tiếp chủ nhà và full nội thất ha, để lại tất cả những cái gì trên video nha quý anh chị, nhà và đất luôn. Chiều ngang là 30, chiều dài là 55 nha quý anh chị. Vị trí là ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó, nó cách cái trạm thu phí cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh ha, nó khoảng là 3 km thôi quý anh chị. Nó đi ra đi vào trung tâm thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang. Đó, nó khoảng là 4 km thôi quý anh chị ơi. Đó, tất cả những có ha, khu vui chơi ha, khu tiếp khách ha, trồng rau nuôi cá ha, có sông banh riêng nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này, vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Thì chính em Thức Bất Động Sản Miền Tây sẽ cùng quý anh chị đi xem nhà và thương lượng trực tiếp giá cả nếu như mình muốn sở hữu cái ngôi nhà này. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp miền tây.com.